Hello, xin chào anh em. Bữa nay quay clip chở gia đình đi ăn. Bữa giờ mình đi quay khá là nhiều nơi nhưng mà không có dẫn vợ con theo được, mà cũng ít khi mà quay vợ con một cái video nào đó lên sóng. Hôm nay anh em trong thời gian lâu cũng biết mình khá là nhiều, quay một xíu về cuộc sống thường ngày gia đình của mình. Bữa giờ đi quay, bữa nay sau Giáng sinh mới chở vợ con đi ăn được. Hôm bữa Giáng sinh là chỉ đi uống cà phê thôi chứ còn không có thời gian để đi nhiều, bởi vì con còn nhỏ nên đi gửi con đồng rất là khó, mà chở con theo và đi về ban đêm thì cũng rất là sợ. Đây bữa nay vợ chồng mình đi ăn bò. Này bà hấp hả vậy? Bà hấp hả? Bà hấp cuốn lá mơ. Bà hấp cuốn lá mơ hả? Ngon ha, nhìn cái thấu bò nó ngon ha. Đừng ở trong cái nồi này có cái nắp thủy tinh nhìn vô hấp dẫn. Đây lá mơ đây. Đấy. Lá mơ chấm với ba loại nước chấm. Này là mắm ruốc nè, treo nè, này là mắm gì đây? Muối é nữa hả? Đẹp quá. Ok, xin mời tất cả anh em cùng thưởng thức nha. Ấy dở đấy. Chín rồi á, nó chín rồi. Cái này là chỉ làm nóng ăn thôi chứ chín nữa. Này. Này hai vợ chồng quất hết cái này, quất luôn cái lẩu làm gì ấy. Hồi nãy là lúc nãy là bình định kêu định kêu một cái lẩu với một cái hấp, mà chị quán thì nói là chỉ ăn cái hấp rồi ăn thêm một cái gì đó nữa, chứ hai vợ chồng ăn lẩu kẻ hấp là ăn không hết. Nhưng mà không hết cũng quất luôn đấy. Qua anh em xem cuộc sống gia đình này chín không mà ăn chứ nóng quá mà. Đây nè, gân bò gân bò cam chấm này ngon. Đây quay bò hấp cho anh em xem đấy. Đấy vừa review vài món bò luôn nha anh em. Anh em nào có đến Phú Lạc của Phú Yên chơi thì liên hệ với Bình ha. Điều là anh em quen biết nhau ở trên kênh cho nên cứ thoải mái liên hệ với Bình rồi dẫn tới mấy quán cũng gọi là cũng bình dân ở làng, mời anh em một bữa. Ngon à? Nhỏ nó không ăn gì à? Còn ô con nó chớ đổ cái nước chấm rồi. Bữa nay được ngày đẹp trời dẫn vợ con đi ăn tí xíu. Vì hôm bữa giờ Noel thì hai vợ chồng không có đi chơi nhiều được, bởi vì có con nhỏ nên đi chơi ban tối rồi nó cũng rất là khó, bất tiện. À, rau đá rau đắng đó. Không ăn hả? À, không ăn thôi. Nên là chở vợ con đi ăn rồi đi uống cà phê rồi tí xíu. Khoảng tầm 2 ngày nữa là Bình kéo ghe lên ụ rồi, và cái đoàn lưới rút của Bình thì cũng kéo ghe lên ụ hết. Thì lúc đó là Bình sẽ quay cho anh em xem rất là nhiều clip về tàu cá lưới rút của Phú Yên. Bữa giờ thì máy ảnh neo đậu cho nên là Bình quay cũng nói chung là nó không có lột tẻ hết được. Mình thích quay chi tiết từng cảnh hơn. Đấy. Thì lúc Bình làm nước ghe khoảng tầm nửa tháng thôi. Sau khi làm nước ghe xong thì cũng còn tầm một tháng nữa tới Tết. Thì trước Tết khoảng tầm nửa tháng là Bình sẽ đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu để quay cái đoàn tàu cá lưới rút của Vĩnh Lợi. Đó.
thì cái đoàn tàu cá lưới rút vào Vĩnh Lợi thì mình quay cũng khá là nhiều khi còn đi làm ở trên biển. Nhưng mà những cái clip tiếp theo nó giống như là theo dõi suốt cái quá trình đi làm, đi đánh bắt. Rồi một tháng biển, tháng nào nhiều, tháng nào ít đồ thì mình sẽ có cơ hội quay hết cho anh em xem. Bởi vì cái đoàn Vĩnh Lợi cũng là một cái đoàn ghe mà rất là hay, rất là đẹp, ghe rất là chất lượng. Cho nên là mình hứa hẹn anh em chờ đợi rất là nhiều clip, hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình hơn ở những cái clip tiếp theo. Hello dạ. Xin chào anh em. À, hồi nãy giờ hai vợ chồng ăn hết món hấp rồi. Bây giờ tới món lẩu. Lẩu này cũng là lẩu bò. Đây là vợ với con của mình. Vay rau cho anh em xem, rau rất là tươi rói ha. Anh em có cơ hội đến với Phú Yên chơi thì mình mời anh em một bữa ăn, anh em tâm sự nói chuyện vui vẻ. Mấy quán này cũng nằm gần nhà mình thôi chứ cũng không có xa. Sao? À bỏ rau vô bây giờ. Thích rau gì bỏ rau vô. Giờ mình thử có gì đây. Cũng bò, biết chút nữa biết ngỡ gấp chứ. Bò rồi cũng thịt rồi ấy rồi nè. Lung tung hết nè. Đây nè, bò ngon. Có gì đậu rồi nè, quanh mấy thứ đó. Này lỡ quất cây lẩu sao không quất cây hấp lại. Lúc đầu chị chủ sợ hai vợ chồng nhỏ con quá ăn không bao hết kẻ hấp và lẩu. Mới lên hấp xong quất thêm lẩu nữa, bây giờ đang chuẩn bị ăn lẩu mà hứng nữa quất lại hấp luôn nha anh em. Bỏ vô luôn mấy cọng đó, nó vô nó lát nó không chín được hết mà. Dài lắm. Dài cắn mấy cái non, còn mấy cái cứng khỏi ăn. Ngon mà. Quay mấy cái video về ăn uống thì có cơ hội để tâm sự nói chuyện với anh em nhiều hơn. Còn bình thường thì mình quay tập trung cái nội dung, nói chuyện lan man ngoài nội dung thì thành thử khiến cái video nó dài hơn, nó không ai hay. Với là cái câu chuyện nó ngoài nội dung trong video thì nó sẽ lan man cái video. Uống khỏi đá luôn. Uống khỏi đá nó không đau đắng gì đâu. Chung mà bia thì thấy cảm giác bia nào cũng như nhau. Khác một xíu vậy thôi chứ. Bỏ xè lát vô luôn, lần luôn chứ. Chi mất công lạc dữ vậy. Vợ chồng bữa giờ định quay định mua xíu hải sản giờ ăn xong rồi quay clip mà chưa có mua gì ăn hết. Do bữa giờ là ở nhà mấy cái giàn lưới á, mấy cái giàn lưới đánh bắt của gia đình mang ra giá, cho nên là nói chung là banh ra ở ngoài sân rất là rộng, sân nhà mình cũng khá là rộng nhưng mà banh ra ở ngoài sân, cho nên là không có ấy được, không có nấu nướng quanh để review chơi được, bởi vì rất là sợ lửa, sân nhà nó không chật, cho nên là nếu mà ăn uống nấu nướng ở ngoài sân là phải ảnh hưởng tới lửa, mà còn nấu ở trong bếp thì nó không có vui. Ok, một cái clip mà tâm sự nói chuyện với anh em một tí xíu. Ok, đây là một cái clip mà tâm sự nói chuyện với anh em tí xíu. Hẹn anh em ở những cái clip ghe tàu mà khi mình quay nha. Chào tạm biệt khán giả. Giờ yêu.